Chào tất cả các bạn học sinh lớp 6. Ở bài học hôm trước thì các bạn đã học về trọng lực rồi. Và các bạn biết được rằng trọng lực chính là lực hút của trái đất và nó có phương thẳng đứng, chiều hướng từ trên xuống dưới. Vậy ngoài cái lực trọng lực ra thì chúng ta còn có những loại lực nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ đi cùng nhau đi tìm hiểu loại lực tiếp theo, đó chính là lực đàn hồi. Và ở đề bài người ta đưa ra một tình huống, đó là một sợi dây cao su và một lò xo có tính chất nào giống nhau. Thì để trả lời được câu hỏi này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cụ thể từng nội dung của bài học 1. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần 1 La Mã, biến dạng đàn hồi và độ biến dạng. Đầu tiên chúng ta đi khảo sát sự biến dạng của một lò xo. Chúng ta sẽ nghiên cứu cái sự biến dạng của một lò xo xem nó có đặc điểm gì. Thì để nghiên cứu, chúng ta sẽ làm một thí nghiệm, đó là treo một lò xo xoắn dài ở tư thế thẳng đứng vào một cái giá thí nghiệm rồi tiến hành các phép đo. Các bạn quan sát hình 9.1 cho cô. Đây chính là cái giá thí nghiệm này. Người ta đang treo một lò xo xoắn ở tư thế thẳng đứng này. Đầu tiên đó là người ta đo chiều dài của lò xo khi chưa kéo giãn nó. Và đây chính là cái chiều dài lò xo chưa bị biến dạng. Và người ta gọi là chiều dài tự nhiên của lò xo là L0. Và khi đo được cái chiều dài này xong thì các bạn ghi giá trị đo được tương ứng vào cái bảng 9.1. Đây chính là bảng 9.1. Bảng 9.1 này thì các bạn thấy rằng nó có 4 cột. Cột đầu tiên đó là số quả nặng treo. Cột thứ hai là tổng trọng lượng của cái quả nặng treo đó. Cột thứ ba là chiều dài của lò xo. Cột thứ tư là độ biến dạng của lò xo, và người ta đã cho công thức đây hết rồi. Nên, thì khi mà các bạn đo xong cái chiều dài tự nhiên khi mà chưa treo một quả nặng nào hết, xong thì bắt đầu chúng ta sẽ treo lần lượt một quả nặng 50g vào đầu dưới của lò xo. Đo chiều dài của lò xo lúc đó là L. Đó chính là chiều dài của lò xo lúc bị biến dạng và ghi kết quả vào ô tương ứng của bảng 9.1 và tính trọng lượng của quả nặng ghi vào ô tương ứng bảng 9.1. Tương tự như vậy, khi các bạn đo xong một quả nặng thì các bạn sẽ đo tiếp, đo lại chiều dài của lò xo khi bỏ quả nặng ra và so sánh với chiều dài tự nhiên của lò xo. Sau đó thì sẽ móc thêm một rồi hai quả nặng đều có khối lượng là 50g vào đầu dưới của lò xo và làm như trên hình 9.2 đây. Đây các bạn quan sát này, người ta treo một rồi người ta treo đến hai. Người ta bảo là không được treo đến 5 quả nặng vì sẽ làm hỏng lò xo. À, mỗi vật thì nó đều có một cái độ biến dạng, độ đàn hồi nhất định. Nếu như chúng ta treo quá cái mức của nó thì nó sẽ không còn cái độ biến dạng, độ đàn hồi để nó về được cái trạng thái ban đầu của nó nữa. Thế nên là ở đây với cái giới hạn đàn hồi của cái lò xo này là không được treo đến 5 quả nặng. Tức là chúng ta chỉ treo 4 quả hất về thôi. 4, 3, 2, 1 thôi. Đó, được chưa? Rồi, vậy thì thí nghiệm này các bạn sẽ được giáo viên cho làm ở trên lớp. Và đây cô sẽ cho các bạn có cái kết quả thí nghiệm mà cô đã làm cho các bạn học sinh ở trên lớp. Này. Đầu tiên là khi mà chúng ta chưa treo quả nặng nào này thì tổng trọng lượng của quả nặng là 0 Newton này và cô đo chiều dài của lò xo được là 4 cm, và vì chưa treo quả nặng nào nên độ biến dạng của lò xo nó là 0 cm. Khi mà cô treo một quả nặng có khối lượng là 50g thì các bạn sẽ dùng lực kế để các bạn có thể đo được trọng lượng của quả nặng này, hoặc là các bạn nhớ lại cho cô ở trong bài 8 chúng ta có quy ước là 100g thì tương ứng với 1 Newton, đúng không nào các bạn? Trọng lượng này chính là độ lớn của trọng lực đó, và người ta quy ước là 100g thì sẽ là 1 Newton. Vậy thì với quả nặng 50g thì nó sẽ là 0,5 Newton. Các bạn hiểu chưa nhỉ? Rồi, và khi cô treo một quả nặng 50g này thì được chiều dài là 7 cm và độ biến dạng của lò xo lúc này cô sẽ lấy 7 trừ đi 4, L trừ L0 là 3 cm. Tương tự như vậy, với treo hai quả nặng thì hai quả nặng tổng khối lượng là 100g và 1 Newton.
Chiều dài cô đo được là 10 cm và độ biến dạng của lò xo cô lấy 10 trừ đi 4 là 6 cm và ba quả nặng là 1,5 N. Chiều dài của lò xo là 13 cm và độ biến dạng của lò xo là 9 cm. Đó. Vậy thì các bạn sẽ làm thí nghiệm và các bạn cũng sẽ có một là số liệu giống như cô hoặc là số liệu tương tự như của cô, nhưng mà nó sẽ cùng một một cái cách làm hết. Vậy thì từ cái thí nghiệm trên thì các bạn hãy rút ra kết luận cho cô. Các bạn hãy chọn những cái từ trong khung thích hợp và điền cho cô vào câu C1. Ở chỗ trống thứ nhất nào, khi bị các quả nặng kéo thì lò xo sẽ bị gì đây hả các bạn? Giãn ra đúng không nào? Vậy ở chỗ trống thứ nhất này chúng ta sẽ chọn là giãn ra. Câu C1 này. Ở chỗ trống thứ nhất chúng ta chọn giãn ra. Thì lò xo bị giãn ra và chiều dài của nó sẽ khi giãn ra thì chiều dài bị tăng lên. Vậy ở chỗ trống thứ hai các bạn chọn tăng lên cho cô. Khi bỏ các quả nặng đi thì chiều dài của lò xo lại trở lại bằng với chiều dài tự nhiên của nó. Vậy chỗ trống thứ ba chúng ta điền thứ bằng. Lò xo lại có hình dạng ban đầu và cái biến dạng của lò xo có đặc điểm như trên là biến dạng đàn hồi, tức là lò xo là vật có tính chất đàn hồi. Đó. Thì độ biến dạng của lò xo, độ biến dạng đàn hồi là khi mà các bạn treo một quả nặng vào nó này thì nó bị giãn ra và khi các bạn nhấc cái quả nặng đó ra thì nó lại có thể trở được về cái hình dạng ban đầu của nó và người ta gọi những cái vật đó hay chính là lò xo là có tính chất đàn hồi. Như vậy là các bạn biết được rằng là lò xo của chúng ta có tính chất đàn hồi rồi. Vậy thì độ biến dạng của lò xo thì chúng ta sẽ được tính đó chính là hiệu giữa chiều dài khi biến dạng và chiều dài tự nhiên của lò xo. Và câu C2 là yêu cầu chúng ta hãy tính độ biến dạng của lò xo khi treo 1, 2, 3 quả nặng rồi ghi kết quả vào bảng vào các ô thích hợp trong bảng 9.1. À thì vừa nãy cô đã nhanh chóng điền vào cái bảng này cho các bạn rồi. Đây chính là bảng 9.1 và cô đã hoàn thành luôn cái cột thứ tư cho các bạn. Đó. Vậy thì đây chính là câu trả lời của câu C2. Rồi. Như vậy thì chúng ta đã vừa tìm hiểu về biến dạng của một lò xo này và độ biến dạng của lò xo thì tính theo công thức nào. Vậy thì chúng ta sẽ sang tìm hiểu về lực đàn hồi và đặc điểm của nó. Phần 1 nhỏ lực đàn hồi. Lực mà lò xo khi biến dạng tác dụng vào quả nặng trong thí nghiệm trên gọi là lực đàn hồi. Đó. Vậy thì ở đây các bạn nhớ cho cô này, lực đàn hồi này là lực mà lò xo khi biến dạng tác dụng vào quả nặng trong thí nghiệm ở trong các thí nghiệm trên. Vậy thì ở đây từ đây thì chúng ta sẽ rút ra là lực đàn hồi sinh ra khi nào? Khi lò xo phải có sự biến dạng. Đấy. Khi có sự biến dạng thì nó mới có lực đàn hồi các bạn nhé. Tiếp theo nào. Câu C3. Trong thí nghiệm vẽ ở hình 9.2, khi quả nặng đứng yên thì lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào nó đã cân bằng với lực nào? Nào. Thì các bạn ở bài trước các bạn đã học về trọng lực rồi đúng không nào? Và trọng lực là lực hút của trái đất lên tất cả các vật. Như vậy thì tất cả các vật trên trái đất của chúng ta đều chịu tác dụng của trọng lực. Và khi quả nặng đứng yên thì chúng ta thấy rằng là lực đàn hồi đã cân bằng với trọng lực đấy, hay là nó cân bằng với cái trọng lượng của quả nặng đấy. Thì ở đây chính người ta hỏi là cân bằng với lực nào thì các bạn trả lời cho cô là cân bằng với trọng lực. Vậy thì câu C3 này. Khi quả nặng đứng yên.
thì lực tan hồi, mà lò xo tác dụng vào nó đã cân bằng với trọng lực, mà trọng lực chính là lực hút của trái đất đây các bạn. Có phương thẳng đứng và chiều hướng từ trên xuống dưới. Như vậy thì cường độ của lực đàn hồi của lò xo sẽ bằng cường độ của lực nào? Thì cường độ của lực đàn hồi của lò xo sẽ bằng cường độ của trọng lực. Các bạn trả lời tiếp vẫn ở trong ý C3 này nhé. Đây là ý thứ hai người ta hỏi này. Thì các bạn sẽ trả lời cho cô đó là cường độ của lực đàn hồi của lò xo sẽ bằng cường độ của trọng lực của quả quả nặng. Hay nói cách khác, cái cụm từ mà cường độ của trọng lực của quả nặng này này, nó chính là thay bằng cái trọng lượng của quả nặng. Ở bài hôm trước chúng ta đã biết trọng lượng chính là độ lớn của trọng lực mà. Đó. Vậy thì ở đây các bạn có thể trả lời ngắn gọn đó là trọng lượng của quả nặng. Đó. Như vậy đây chính là cái câu trả lời của câu C3. Đó. Như vậy là chúng ta đã vừa biết được rằng là lực đàn hồi của chúng ta cân bằng với trọng lực. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiếp theo đó là đặc điểm của lực đàn hồi. Thì người ta đưa cho bạn câu hỏi đó là chọn câu đúng trong các câu dưới đây. A. Lực đàn hồi không phụ thuộc vào độ biến dạng. B là độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi giảm. Và C là độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng. Thì các bạn thấy rằng là khi mà chúng ta treo từng quả nặng một, treo một quả nặng rồi, xong rồi treo tiếp hai quả nặng, xong treo tiếp ba quả nặng, thì các bạn thấy rằng là độ biến dạng của lò xo của chúng ta tăng đúng không nào? Và cái khối lượng mà chúng ta treo quả nặng vào cũng gì? Cũng tăng lên. Vậy tức là độ lớn của cái trọng lực tăng lên. Đấy. Độ lớn của trọng lực tăng lên mà lực đàn hồi của chúng ta lại sao ạ? Các bạn vừa trả lời ở trên câu C3 xong đó là cân bằng đúng không nào? Lực đàn hồi cân bằng với trọng lực. Vậy thì khi trọng lực tăng thì lực đàn hồi của chúng ta cũng phải sao? Cũng phải tăng lên thì quả nặng lúc đó mới đứng yên được. Vậy thì từ cái sự phân tích đó của cô thì các bạn chọn cho cô đó chính là phương án gì? Phương án C đúng không nào? Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng. Vì sao? Vì trọng lực, cường độ của trọng lực của quả nặng tăng. Hay chính nói ngắn gọn đó chính là trọng lượng của quả nặng tăng. Ừ. Vậy thì câu C4 các bạn phải chọn cho cô phương án C. Đó. Vậy thì từ những cái thí nghiệm trên này, từ những cái sự khảo sát trên thì các bạn có được cho cô đó chính là lò xo là một vật đàn hồi. Sau khi nén hoặc kéo giãn nó một cách vừa phải, nếu buông ra thì chiều dài của nó lại trở lại bằng chiều dài tự nhiên. Và khi lò xo bị nén hoặc kéo giãn thì nó sẽ tác dụng lực đàn hồi lên các vật tiếp xúc hoặc gắn với hai đầu của nó. Và độ biến dạng của lò xo càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn. Đó. Như vậy là các bạn phải nhớ cho cô đó là lò xo là một vật đàn hồi này. Và lực đàn hồi sinh ra khi mà cái lò xo nó bị nén hoặc bị kéo giãn, hay nói cách khác là nó bị biến dạng. Và độ biến dạng của lò xo càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn. Đó. Các bạn nhớ những cái
kiến thức quan trọng đó cho cô. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vận dụng vào phần ba la mã. Câu C5, dựa vào bảng 9.1, hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau. Vẫn là dựa vào bảng 9.1. Đây, bảng 9.1 đây các bạn ạ. Khi độ biến dạng tăng gấp đôi thì lực đàn hồi sẽ như thế nào? Thì các bạn thấy cho cô này. Khi mà độ biến dạng tăng gấp đôi đúng không ạ? Đây, một quả nặng này là 3 cm. Đúng không ạ? Một quả nặng này, 3 cm. Hai quả nặng là 6 cm. Là đây, độ biến dạng tăng gấp đôi đây. Thì các bạn có thấy là cái trọng lượng của quả nặng của chúng ta cũng tăng gấp đôi không ạ? Đó. Mà quả nặng đấy nó vẫn đứng yên. Vậy thì chứng tỏ là lực đàn hồi cũng phải là sao? Cũng phải tăng gấp đôi để cân bằng với trọng lượng của quả nặng. Đó. Tiếp theo là khi độ biến dạng tăng gấp 3 thì lực đàn hồi sẽ là như thế nào? Các bạn hãy quan sát bằng 9.1 cho cô. Độ biến dạng 3 và 9 là tăng gấp 3 đúng không nào? So sánh với trường hợp một quả nặng và ba quả nặng thì các bạn thấy là trọng lượng của quả nặng của chúng ta cũng là tăng gấp 3, và lúc này trọng lực, độ lớn của trọng lực cũng là tăng lên gấp 3, mà lực đàn hồi cân bằng với trọng lực. Thế cho nên là lực đàn hồi của chúng ta cũng phải có độ lớn tăng gấp 3. Đó. Như vậy thì từ sự phân tích đó của cô, các bạn điền cho cô vào câu C5. Vào câu C5 đó chính là khi mà độ biến dạng tăng gấp đôi thì lực đàn hồi điền vào chỗ trống đó là tăng gấp đôi. Tiếp theo ở chỗ trống thứ hai, ý B, khi mà độ biến dạng tăng gấp 3 thì lực đàn hồi của chúng ta cũng sẽ tăng gấp 3. Đó, như vậy là chúng ta đã trả lời câu C5 rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau sang câu C6 nè. Hãy trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài. Câu hỏi nêu ra ở đầu bài đó chính là một sợi dây cao su và một lò xo có tính chất nào giống nhau? Thì chúng ta vừa học về lực đàn hồi đúng không nào? Mà muốn sinh ra được lực đàn hồi thì những vật đó phải có tính chất đàn hồi. Đây, lò xo là vật có tính chất đàn hồi. Vậy thì sợi dây cao su và lò xo có tính chất giống nhau, đó chính là tính chất đàn hồi. Câu C6. Dây cao su và lò xo có tính chất giống nhau. Đó là tính đàn hồi. Được chưa nào các bạn? Như vậy là chúng ta đã cùng nhau trả lời xong câu 6 và cũng là đã cùng nhau đi tìm hiểu xong những cái phần kiến thức quan trọng của bài 9 ngày hôm nay. Các bạn có thể đọc thêm cái phần thông tin ở trong phần có thể em chưa biết để mình có thêm những cái kiến thức bổ ích hơn vào trong bài này nhé. Và cô hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo.